Thưa quý vị, sau trò chơi đầu tiên phát huy sức mạnh của vòng eo, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 với tên gọi bánh rán di động. Những cái phao này tương ứng với cái bánh rán. Nhiệm vụ của trò chơi là chúng ta sẽ cử ra mỗi đội một thành viên sẽ trồng những cái phao này vào trong người. Lưu ý là phải trồng vào trong người chứ không phải trồng vào trong tay nha. Sau đó chúng ta di chuyển theo con đường xích xác và đặt vào cái trụ phía đằng kia. Trong thời gian 2 phút của chúng tôi, đội nào đặt nhiều cái bánh rán nhất vào trong cái trụ, đội đó sẽ là đội giành chiến thắng. Và bây giờ chúng tôi xin được mời hai thành viên đầu tiên. Bảo Chu, Bảo Chu. Thưa quý vị, cuộc chiến giữa hai thành viên của hai đội sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên Chu ơi, rồi với chính đi. Bước vô, để ai bắt cái bước vô. Rồi đi 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 Chu, đừng ngang quá, đi 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 đi. Rồi mắt lên. Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Hai, chạy bắt đầu. Một. Rồi đi đi Chu, đi Chu. Hôm nay ông nhanh dễ sợ luôn. Ông nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đây. Chú ơi, có giờ. Bước ra đi, đi ra. Mình nghiêm túc đi, mình chơi phải nghiêm túc. Rồi hết chỗ để rồi sao? Hết chỗ để thôi. Sao quên quỷ này. Kẹo quá. Bọn kia. Đó là gì vậy? Bước ra, bước ra. Nhanh lên, gần chú. Bước ra, bước ra. Gần chú nhiều trước kìa. Hương ơi, Hương. Bước vào, bước vào, bước vào. Rồi lại luôn. Qua đuôi giùm. Tại bởi như này miếng trái vậy. Mệt quá. Chị chơi lên. Hết giờ rồi nè, chơi lên. Ôi hết giờ. Rồi đuôi gì? Bây giờ chúng ta sẽ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thưa quý vị, 11 phao. Rồi bên đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yeah. Trong phần thi này, đội giành chiến thắng chính là các bạn của đội Coi Chừng Đó Nha. Xin chúc mừng. Như vậy chúng ta có được thêm 20 điểm dành cho đội của mình và nâng tổng số điểm của các bạn lên 40 điểm. Yeah. Và ngay bây giờ chúng tôi xin cử hai thành viên khác bước ra đây. Hy vọng là đội OK Bạn sẽ phục thù cho đội của mình. Xin mời. Hai, một, bắt đầu. Bước vào trước. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Bắt cao quá, chậm vô hết rồi kìa. Chạy nữa, đừng chạy nữa, đi lên, đi lên, đi lên. Trời ơi, bước cái vô luôn rồi kìa, Đào ơi. Bách ba rồi, chân ta dài quá. Trời ơi, Đào ơi, lần được có bốn cái, Đào ơi, nói xong rồi, Đào ơi. Nhìn giống sâu đi. Còn té nữa, Đào ơi. Anh ơi, không ấy cho tụi em thua sớm được không? Không được thì chứ không có cho thua sớm. Trời ơi, nó không tới cái chỗ nữa kìa. Để em Phụ bạn đi. Thôi được rồi. Đi qua phụ bạn đi. Trời ơi, vẫn nhận em mà. Chùi vô luôn. Thôi đi vô nè đi. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Em ổn không nào? Cố lên nào ơi. Cố lên. Trời ơi, nó tội nghiệp nhỏ bạn. Đâu ơi. Đâu. Nó là tội nghiệp, nó đứng tới còn nữa. Thôi mình về chỗ đi. Không thèm đứng đây nữa. Quá trời anh gian rồi. Đâu ơi. Đã quá cái. Đâu ơi. Đâu ơi. Sẽ tính số lượng phao của chúng ta đã thực hiện được. Anh ơi, thưa quý vị, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đội của các bạn OK Bạn được 18 phao. Em ơi, đừng đem em để dùng cho. Em đến đi. Không còn đến đâu. Được rồi, lấy 20 điểm đi. 2, 3 nè, 4 nè. Sáu nè, bảy nè,
Thưa quý vị, về tinh thần chiến đấu ngoan cường và dù không với tới cây cột của Đào, Đào đã thể hiện một tinh thần quyết chiến quyết thắng. Ban tổ chức cộng cho Đào 1 điểm. Và về tinh thần thi đấu cực kỳ ngoan cường và dũng cảm để giành chiến thắng, chúng tôi xin tuyên bố đội OK bạn đã giành được 20 điểm. Và như vậy chúng ta đã có được kết quả như sau: đội Coi Chừng Đó Nha được 40 điểm, đội OK bạn có được 40 điểm, tỷ số là 40 điểm.